hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức ôn tập dự tuyển công chức viên chức ôn tập các môn kiến thức chung à, môn anh văn và môn tin học các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu số ở nghị quyết số 117 ngày 30 tháng 7 năm 2023 của chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã à, giai đoạn 2023-2025 thì các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự. Ở sau đây tôi sẽ minh họa đối với học câu hỏi trắc nghiệm là dữ liệu nó lớn, chúng ta học trên máy tính là tốt nhất, chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính, sau chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm.vn, chú ý là đuôi vn các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục mục đó được thôi thí dụ như các bạn được cấp ký danh mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thì các bạn để con chó tại mục số 2 để sang mục khác thì không đăng nhập được à, thí dụ được cấp ký danh mục số 2 thì các bạn để con chó tại mục này nhấn nó trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình người khác biết được đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa À, chúng ta chọn Login để đăng nhập vào phần mềm. À, sau khi đăng nhập vào phần mềm thì các bạn có thể thấy đây là một cái trang à, khá à, rất nhiều tài liệu. Hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu. Các bạn chỉ cần những chọn những cái tài liệu các bạn cần thì các bạn ôn thôi. À, các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm đến à, cái tài liệu các bạn cần. Thí dụ như là à, à, các bạn nghị quyết 117 các bạn để đây các bạn tìm đến đó đây là thí dụ ở đây là à, câu hỏi trong nghị quyết 117 à, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đây rồi các bạn để con trỏ đây nhấn nút trái chuột một lần thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái một lần sau đó xuất hiện cái chữ start tiếng anh có nghĩa là bắt đầu các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ start thì sau đó các bạn có thể học lần đầu thì các bạn chưa cần phải làm bài vì các bạn phải có kiến thức nào vào bộ óc Thì học lần thứ hai Thì khi đó các bạn có thể tiến hành à, Tự test tự làm bài để đánh giá kiến thức của mình à, Nếu các bạn tự đánh giá kiến thức của mình Bằng cách thi thở từng tài liệu Thì các bạn nộp bài sớm Các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình Bây giờ học lần đầu Các bạn chú ý chữ finish à, Dưới ô vuông các câu hỏi này có chữ finish à, Tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành Xem như mình đã hoàn thành rồi Các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ finish sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài về kết thúc các bạn nhấn nó trái một lần phần mềm yêu cầu các bạn xác nhận lại một lần nữa à, nộp bài kết thúc thế thì sau đó các bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm và à, các nội dung từng phương án khi học thì chúng ta nên à, đọc tất cả các phương án để chúng ta biết vì sao sai vì sao đúng khi học trên phần mềm ấy thì học rất là nhanh tiết kiệm một thời gian cho các bạn và hiểu được vì sao đáp án nó lại đúng vì sao đáp án nó lại sai chúng ta học để chúng ta hiểu nội dung để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được thì đó là cái mục tiêu học hiểu nội dung có phương pháp tư duy tránh trường hợp học vẹt tức là tìm một file câu hỏi có hàng vài trăm câu à, chúng ta học vẹt nội dung câu hỏi và nội dung đáp án thì kỳ thi chính thức diễn ra mà không rơi vào đó là chúng ta lúng túng vì vậy chúng ta học à, phải hiểu nội dung À, câu hỏi trách nhiệm có thể học bao nhiêu cho nó hết được đó à, các em chú ý như vậy à, mục tiêu của các bạn là học để có kiến thức vượt qua kỳ thi học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn thì nữa mới là cái phương pháp học lý thực à, các bạn học này các bạn đọc câu hỏi này đó à, trên cái nền vàng này và nội dung từng phương án ở đây à, sau đó các bạn thấy là phương án đúng để à, bao giờ cũng có cái dòng cuối cùng ở à, đây là chữ G-Connect, answer là đáp án đúng ở trên nền vàng này. Thì căn cứ vào đâu để đúng? Thì phần mềm cũng hướng dẫn các bạn à, là căn cứ vào à, mục một, một nhỏ mục đích của nghị quyết. Thì các bạn kích chuột vào file. Như vậy cái file nghị, nghị quyết này các bạn có thể tải trên Google. À, vào Google các bạn tải, sau đó các bạn lưu vào máy tính của các bạn. Đó khi các bạn tải cái file này ở trên Google xong các bạn đưa sang văn bản các bạn copy các bạn đưa sang văn bản các bạn lưu trên máy tính của các bạn sau đó các bạn mở lên thì nốt điều khiển cửa sổ nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình đối với Windows đối với MacBook nằm bên tay trái các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ điều khiển cửa sổ nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ lại à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái thu nhỏ lại các bạn đã chỉ mũi tên chuột vào à, à, biểu tượng thu nhỏ nó mở lên đó cứ như vậy là các bạn có thể mở nhiều cửa sổ một lúc thì sau khi các bạn đọc nội dung từng phương án vì sao đúng là cái nội dung phương án đúng là nó đúng như trong tài liệu nội dung phương án sai vì nó không có trong tài liệu hoặc là nó có nhưng mà không đúng với nội dung trong tài liệu thì à, ngoài cái việc à, giải quyết đúng sai cho câu hỏi tình huống đặt ra đây thì phần mềm nó đối với nghị quyết này để còn tóm tắt những cái lý thuyết quan trọng nhất cơ bản nhất để các bạn nắm thì các bạn đọc trên cái nền vàng này thí dụ như để hiểu tận gốc của tiêu chuẩn quy định đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã nào thuộc diện sát nhập thì các bạn phần mềm đã tóm tắt cho các bạn ở đây là đối với cấp huyện thì gồm có là huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì ta gọi là cấp huyện thì đây là phần mềm tóm tắt lại cho các bạn ôn lại theo cái địa giới hành chính của luật tổ chức chính quyền địa phương. Thế còn đối với cấp xã thì gồm có xã, phường, thị trấn. Đó thì các bạn để ý là tóm tắt lại cho các bạn ôn lại ngay trên phần mềm luôn. Rồi cấp huyện, cấp xã có đồng thời diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo chu chuẩn của các huyện để được thể hiện trong các nghị quyết 12 111 năm 2016 và nghị quyết 27 năm 2022. Đó, thì hợp nhất hai cái văn bản này thì có một cái văn bản số 19, văn bản hợp nhất ngày 29 tháng 12 năm 2022 nói về tiêu chuẩn của huyện thì quy mô dân số là bao nhiêu rồi về diện tích tự nhiên là bao nhiêu đó thì đã được tóm tắt ở trên cái nền này các bạn để các bạn nắm để các bạn cần thiết các bạn soi vào à, soi vào à, xã nào huyện nào là thuộc diện sát nhập đấy, để các bạn hiểu tận gốc cội nguồn của vấn đề À, có đồng thời tiêu tiêu chuẩn quy mô dân số diện tích tự nhiên chú ý là có những điều kiện thỏa mãn cả hai điều kiện đó thì các bạn soi vào đây để các bạn nắm à, sau đó là các bạn thấy rằng là à, các cái kiến thức trọng tâm à, tiêu chí quy định để phải sát nhập thì phần mềm cũng đã à, tóm tắt lại cho các bạn là cần ghi nhớ các tóm tắt sau đây để học câu hỏi trắc nghiệm à, việc sát nhập huyện xã sẽ được tiến hành trong à, giai đoạn 2023 2025 và giai đoạn 2026 2030. Nhưng mà trong kế hoạch à, 117 của Chính phủ chỉ đề cập đến giai đoạn 2023 2025 thôi, à, chưa đề cập đến 2026 2030. Thì 2026 2030 là các kết luận à, số 48 à, của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và à, của Quốc hội thì đưa làm hai giai đoạn còn cái kế hoạch nghị quyết trong cái nghị quyết 117 chỉ nêu à, giai đoạn 2023 2025. Đó, các bạn chú ý cái cái điểm này. À, nó nó khác cái chỗ là kế hoạch của chính phủ à, là theo cái nghị quyết 117 à, mới ban hành là giai đoạn 2023 2025 à, không có giai đoạn 2026 2030. mươi à, thế còn của Quốc hội và của à, của đảng thì có cả hai giai đoạn à, các bạn chú ý rồi điều đó À, những đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã xá thuộc sát nhập này. để đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 gồm có này, đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn. Thế thì các bạn cái tiêu chuẩn là các bạn tóm tắt ở trên diện tích tự nhiên với văn ở trên rồi. Đó. Rồi à, hai lớn là cấp huyện cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030. Thì đối với kết luận của Đảng và nghị quyết đã thể hiện ở đây để các bạn nắm luôn để chúng ta hiểu sâu tận gốc của vấn đề và đặc biệt mục một, một lớn này các bạn đọc các bạn thấy có ba cái gạch đầu dòng thì cái gạch đầu dòng thứ nhất là bao bao trùm cả cấp huyện cấp xã gạch đầu dòng thứ hai này chỉ về cấp huyện thôi gạch đầu dòng thứ ba này chỉ về cấp xã thôi đó các bạn để ý cái này để các bạn nhớ cấp 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 nào rồi uh, quy mô dân số là bao nhiêu rồi diện tích tự nhiên là bao nhiêu thì nó nằm tại cái mục này các bạn à, cố gắng ghi nhớ những nét chính ở trên nền vàng này. Đó. Thế như ví dụ như các bạn lấy câu tiếp theo các bạn là theo nghị quyết 117 này à, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp nào giai đoạn 2023 2025. Phương án A là đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phương án B là đơn vị hành chính cấp xã. Phương án C là đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phương án D là đơn vị hành chính cấp huyện. Thì, thì đáp án đúng trên nền vàng À, của câu hỏi này là đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã căn cứ vì sao lại đúng vì căn cứ mục 2 hai lớn thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến mục hai lớn à, để các bạn thấy là mục hai lớn à, vì sao nó đúng thì các bạn phải căn cứ vào mục hai lớn đây đó mục hai lớn là lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn mươi 20, 2025 20, thì căn cứ mục hai lớn này thì các bạn thấy lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính à, cấp nào giai đoạn 2023-2025 thì phương án A có hai giá trị đều đúng cả. À, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thì vì vậy phương án A là đúng như trong tài liệu. À, thì thì đáp án trả lời câu hỏi này là phương án A. Còn phương án B đơn vị cấp xã cũng đúng. À, phương án D đơn vị cấp huyện cũng đúng. Nhưng mà trong trường hợp này A đúng hơn B. À, A đúng hơn D tức là có trường hợp a đúng b đúng d đúng thì a đúng nhất để bao trùm cả b để bao trùm cả d thì chúng ta phải chọn a Đấy, có trường hợp như vậy còn phương án d phương án b là trường hợp nằm trong phương án a à, thế còn còn phương án c đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì có một giá trị sai thì người ta gọi là phương án sai trong một phương án có nhiều giá trị có ít nhất một giá trị sai thì nó gọi là phương án sai vì vậy Chúng ta học theo phương pháp tư duy à, Chúng ta hiểu nội dung Hiểu nội dung ở đây là gì Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Cấp huyện, cấp xã Giai đoạn 2023-2025 Đây là cái nội dung mà thể hiện trong à, nghị quyết à, Và à, Chúng ta tư duy thì, thì trong một phương án có nhiều giá trị Thì phương án có tất cả các giá trị đều đúng Gọi là phương án đúng à, Phương án có ít nhất một giá trị sai Gọi là phương án sai Rồi trường hợp đặc biệt là a đúng b đúng D đúng nhưng mà a đúng hơn cả thì phải chọn a đó là phương pháp tư duy logic các bạn hiểu nội dung thì có phương pháp tư duy là chúng ta làm được chúng ta học theo phương pháp đó thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được và tương tự như vậy có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm để hướng dẫn các bạn học trên phần mềm này tiết kiệm một thời gian học và các bạn rèn luyện kỹ năng thực hành trên máy tính kỳ thi chính thức diễn ra là không bỡ ngỡ các bạn có thể kích chuột vào mục số 1 để học lại cái mục này hoặc là học các mục khác nhân nó trái chuột một lần à, các bạn nút bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này có hình người à, để các bạn nhấn nó trái chuột để sao xuất hiện cái chữ thoát à, các bạn nhấn nó trái chuột vào chữ thoát để bảo mật cái mật khẩu của mình mỗi khi các bạn kết thúc phiên làm việc với phần mềm à, chúng ta nhấn nó trái chuột vào chữ thoát và có cái dòng cảnh báo ở trên đây thì các bạn nên đọc à, để khỏi à, à, tránh cái trường hợp bị giả dạ danh Đó, các bạn chú ý như vậy như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học trên phần mềm à, hình thức trắc nghiệm vn viên à, chú ý đây là cái cụm từ http hai chấm gạch chéo gạch chéo thì nếu có chữ s thì nó không đúng thì các bạn chú ý có những trình duyệt của các bạn trên máy tính thì nó có chữ s tức là nó có cái bảo mật của trình duyệt À, máy tính của các bạn thì cho trong trường hợp như vậy các bạn phải gõ thêm cái cụm từ http 2 chấm gạch chéo gạch chéo mà nếu không có thì các bạn không cần gõ à, các bạn có nhu cầu kết nối zalo à, hoặc gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình để được hướng dẫn à, đăng nhập vào phần mềm à, sau khi các bạn kết nối zalo các bạn nhận được tin nhắn video bài giảng à, miễn phí các bạn xem trên điện thoại của các bạn để các bạn hiểu được cái phương pháp học trên phần mềm à, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký. Thì như vậy các bạn sẽ được hai tiện ích. Tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới sớm nhất các bạn nhận được. Một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn.